cần thủ giác đang xúc cá này. Đây, cần thủ giác xúc được cá không? Đang được mấy em. Xúc cá, xúc cá. Đó. Cá to. Con này khá to đấy, cá to. Bắt ếch nha mọi người. Ếch. Con ếch, tiếp tục con ếch nha. Mọi người nhìn rõ ếch cứng không? Mình làm qua chiên thịt nha, thịt hơi khô dạng bếp. Làm mồi khô tết các bác nhé. Làm que bằng nước. Đây nha, mình làm thịt gác bếp khô nhé. Thịt gác bếp ngon chưa? Mùi tết đây các bác ơi.
thịt heo gác bếp xông khói cả nhà nhé. Này xía được đốt lửa lên đó, ngon chưa mọi người? Vì mình đốt lửa lên nha, là thịt heo gác bếp nha. Tết mưa, mấy ngày Tết mà còn mưa thế này này các bác nhé. Bếp đó mọi người nhé. Đây chuẩn bị làm cá nha, làm cá lam nha. Mình sẽ làm cá bỏ vào ống nha. Mình đang trộn cho thấm nè, cá này. Đây, cá khi mình làm bỏ ống cho mọi người nha. Đây mồi Tết đó mọi người. Trộn muối 19 thôi mọi người, không cần nhiều. Đây cái này mới đặc sản này. Bây giờ mình tiến hành làm ở ống này. Mình bỏ vô ống làm nướng. Cái này là cá đá với đây, mọi người biết cá này là cá gì không? Này cá mực suối này. Cá mực suối rồi mọi người. Đây là mình làm mùa Tết cho mọi người nha. Cái này được một ống này là ngon rồi đó. Cá này cá ngon lắm. Bỏ ống để làm. Đây
mảnh này. Cái này là cá sấu tự nhiên mọi người nha, cá không đừng á. Mấy bữa mình đi câu á, đi câu đi sóc cá ngon lắm mọi người. Đây là mình là kêu cá trắng nè. Cá là cực kỳ ngon luôn. Là một tép mọi người nha. Đây là một tép các bác ơi, nhà không có mùi gì hết, đây là một tép đấy. Nó bên đây mọi người nha. Này chắc được khoảng 2 ống. Rồi, được cái thứ hai cả nhà nhé. Đang làm cá nha mọi người nhé. Mấy ngày cận Tết mà trời vẫn mưa như thế này. Trời tiếp tục mưa đó mọi người nhé. Cận Tết rồi mà trời vẫn mưa. Đây, thịt heo là chuẩn bị xong khó, là chuẩn bị khô rồi mọi người nhé. Còn đây là cá này, cá phơi khô này. Đây, còn mồi Tết không mọi người, cá phơi khô hết. Này mình đang làm cá này, cứ từ từ nha, không mọi người cháy nữa. Nó đang làm cá mọi người nha. Làm cá mồi Tết đây. Cá rừng đây. Ở người miền núi là như vậy thôi mọi người nha. Đang làm cá nè cả nhà nha. Cuộc sống người miền núi là vậy đó. Đây đặc sản cá lam nè, cá rừng nè. Quá hấp dẫn luôn.